Hôm nay ngày 30 tháng 6, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2014. Đây là một hoạt động có ý nghĩa trong việc giải quyết những khó khăn thách thức tồn tại hiện nay ở nước ta về vấn đề vệ sinh phòng bệnh. Phong trào vệ sinh yêu nước được xuất phát từ bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trên báo Nhân dân vào ngày 2 tháng 7 năm 1958. Trong đó, kêu gọi toàn thể người dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh phòng bệnh. Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, các cấp bộ đoàn trong cả nước đã triển khai nhiều hoạt động góp phần tích cực vào vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe nhân dân thông qua các hoạt động cụ thể và thiết thực như giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức và tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Theo đó, ngày 2 tháng 7 hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chọn là Ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân. Tại lễ phát động, đoàn viên thanh niên của tỉnh Thái Nguyên đã hưởng ứng lễ phát động với nhiều hành động thiết thực và những chỉ tiêu cụ thể như tổ chức 50 cuộc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, thu gom 1.000 mét khối rác thải bảo vệ môi trường, khơi thông 20 km sông suối, kênh mương nội đồng, tư vấn khám bệnh cho hơn 1.000 đối tượng gia đình chính sách, thành lập 180 đội thanh niên tình nguyện vệ sinh môi trường, hướng dẫn trên 10.000 người dân nông thôn miền núi sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.